Câu chuyện vĩ nhân. Thiên tính từ bi. Hôm đó, thầy giáo Kaundana giảng cho lớp học các vương tôn công tử bài học về cấu tạo cơ thể. Thầy giảng rất hay và cả lớp theo dõi rất chăm chú. Có rất nhiều chi tiết thú vị trong bài giảng. Nhưng Siddhartha lại lưu tâm hơn cả là kiến thức về các đường kinh lạc, các huyệt đạo và cách bắt mạch, vì cậu cảm thấy nó khá hữu ích cho mọi người. Cậu tra cứu thêm nhiều sách, cũng như tự bấm các huyệt đạo trên cơ thể mình để xem các phản ứng. Buổi tối nọ, ngồi dưới gốc cây, Siddhartha ấn thử một số huyệt mà mình mới tìm hiểu được. Vô tình, cậu ấn mạnh một huyệt vùng cổ rồi ngất đi. Cung nữ và thị vệ thấy vậy, hốt hoảng đưa cậu vào điện. Thái y khám rất kỹ, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Mãi một lúc sau thì Siddhartha tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, cậu mừng rỡ chạy đi tìm thầy Kaundana để kể cho thầy nghe về khám phá thú vị này. Ban đầu thầy không tin, nhưng thấy người đầy tớ ngất đi khi bị Siddhartha ấn huyệt thì thầy tin ngay. Thầy hỏi, chúc mừng con đã tìm ra một điều mới lạ. Nhưng có vẻ con mừng rất nhiều vì điều này. Có thể cho ta biết vì sao không? Siddhartha trả lời đầy hứng khởi. Con vui mừng vì từ nay khi ra chiến trường ta không cần phải giết bất kỳ ai nữa. Chỉ cần ta ấn vào huyệt này, kẻ địch ngất đi rồi ta bắt hết về thỏa thuận chính sách hòa bình là được. Hai bên sẽ không làm tổn thương nhau. Thầy giáo mỉm cười. Ngay cả trong chiến tranh mà con vẫn nghĩ ra cách để không sát hại tính mạng của đối phương, con quả thật có thiên tính từ bi. Thái tử Siddhartha sau này trở thành bậc thánh nhân, giúp đỡ cho nhiều người được thấu suốt và vượt qua sự đau khổ. Ngài chính là Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni mà ta gọi ngày nay. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng yêu thương tất cả mọi sinh vật, kể cả những loài vô tri, và không ngừng tìm cách để mọi loài được tốt đẹp, hạnh phúc thì sẽ nuôi dưỡng tấm lòng từ bi bác ái. Người như vậy luôn sống rất thanh thản, tự tại, thân thể khỏe mạnh và sống rất lâu. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Mong muốn đem lại điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thân thể khỏe mạnh, sống lâu, tinh thần luôn thanh thản, tự tại. Tìm tòi, học hỏi điều mới. Trí tuệ phát triển, tìm ra giải pháp. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Vì sao Siddhartha lại muốn tìm hiểu thêm về các huyệt đạo? 2. Theo bạn, làm sao để nuôi dưỡng được tình thương đúng đắn? 3. Bạn đã làm gì để giúp đỡ những người xung quanh mình? 4. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.